Okay, so we have conditional sentences here. Chúng ta có câu điều kiện ở đây các bạn nhá. Type 1, câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là ở tương lai. Chú ý rằng nó có thể là ở hiện tại hoặc tương lai. Nào, cùng hình dung qua thông qua ví dụ như sau. Chúng ta có mệnh đề nếu thì ở hiện tại đơn, còn mệnh đề thì ở cái gì ạ? Ở tương lai đơn với các trợ động từ như là will, can, may. Will là sẽ làm gì, can là có thể làm gì, còn may là có lẽ làm gì. Can thì là 100%, may là trên 50% nhá, ở cái mức độ chắc chắn. Cộng với verb 1 là verb nguyên thể không chia. Tóm lại thì đây là các trợ động từ và chúng có thể dùng trong các thì tương lai. Tương lai đơn, can thì có thể dùng cả tương lai cả hiện tại, may có thể dùng cả tương lai cả hiện tại, will thì chỉ dùng cho tương lai thôi. Tóm lại thì mệnh đề nếu ở hiện tại đơn, còn mệnh đề thì ở tương lai đơn. Tôi mà có đủ tiền, ok, nếu tôi mà có đủ tiền thì tôi sẽ mua cái xe hơi. I will buy a car. Mệnh đề nếu là mệnh đề ở hiện tại đơn, have enough money. Mệnh đề thì là ở tương lai đơn, I will buy a car hoặc I can buy a car. Tùy các bạn dùng cái nào thì dùng cho nó hợp lý nha. Chúng ta có một ví dụ thứ hai. If Tom comes here, thì chữ if này bị thiếu chính tả các bạn nhé. Nó là if nha. If Tom comes here, nếu Tom mà tới đây ấy, I will give him the book. I will give him the book. Will là tương lai đơn đúng không? Nếu Tom mà tới đây thì tôi sẽ đưa cho anh ta quyển sách này. Comes ở đây là hiện tại đơn đấy, chia cho chủ ngữ là Tom thì come này thêm sc đúng không các bạn? Ok, chúng ta có một ví dụ số 3. If you study hard, you will pass the exam. Nếu bạn mà học chăm, study hard là học chăm, you will pass the exam là bạn sẽ vượt qua kỳ thi. Pass the exam ở đây là về nếu ở hiện tại đơn, study hard, về thì ở tương lai đơn, will pass. Ok, rất đơn giản như vậy thôi. Type 2, câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Đó là gì? Đó là câu điều kiện mà không thể nào xảy ra ở hiện tại được đâu nha. Ok, chúng ta cùng xem công thức của nó như thế nào. Mệnh đề nếu thì có công thức ở thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn tức là động từ quá khứ đơn. Còn mệnh đề thì sẽ ở cái gì ạ? Ở tương lai trong quá khứ, tức là với các trợ động từ would, could và should, cộng với verb nguyên thể không chia. Đây là những trợ động từ và chúng ta đây được gọi là các trợ động từ trong quá khứ các bạn nha. Sau các trợ động từ này thì verb sẽ là verb nguyên thể không chia. Chúng ta lưu ý rằng ở các mệnh đề, ở mệnh đề nếu này ấy, mệnh đề nếu này nếu như mà có một cái động từ to be là to be thì to be đấy là were, chia cho mọi chủ ngữ. Mọi chủ ngữ có nghĩa là I, we, you, they, he, she, it thì sẽ đi với were. Nếu tôi là gì, nếu anh là gì, nếu hôm nay là cái gì thì cái chữ là đấy, cái chữ rằng thì là mà, cái động từ to be ấy nó sẽ luôn luôn là were cho mọi chủ ngữ, mọi ngôi nha. Bởi vì đây là câu điều kiện và trong các thể như kiểu câu điều kiện và câu ước thì động từ to be sẽ chỉ có were thôi, were 4 chữ này thôi chứ không có was 3 chữ nha. Ta cùng xem thông qua một ví dụ như sau. If I were you, nếu tôi là cậu, chỗ này đánh máy lại sai rồi, các bạn thông cảm nha. Nếu tôi là cậu, đây là if nha, if nha. Nếu tôi là cậu sao? Các bạn nhìn thấy vế nếu này ở thì quá khứ đơn này và chúng ta có động từ I were. I were đây là bởi vì nó là câu điều kiện nên nó là I were. Còn bình thường thì chúng ta sẽ phải nói I was at home yesterday các bạn nhé. Tôi đã ở nhà ngày hôm qua. Nhưng bởi vì câu điều kiện thế cho nên là chúng ta chấp nhận rằng yêu cầu của lý thuyết thì chúng ta sẽ phải nói I were you. If I were you, nếu tôi là cậu. Đây là câu điều kiện không thể xảy ra hiện tại. Tôi có phải là cậu đâu đúng không ạ? Và đây chỉ là nếu thôi nha. Nếu tôi là cậu, I wouldn't do that, tôi sẽ không làm việc đó. Với trợ động từ would đúng không ạ? Wouldn't là dạng phủ định mà thôi. Ở đây chúng ta đang nói tới trợ động từ would. Vế thì này sao đấy? Tôi sẽ không làm điều đó. Thì tôi sẽ không làm điều đó. Vế thì này chúng ta đang có thì chúng ta đang có would cộng với gì ạ? Cộng với verb nguyên thể không chia. Do that là làm điều đó. Ta có một ví dụ tiếp theo. If today were Monday, nếu hôm nay là thứ hai, cái động từ to be rằng thì là mà này luôn luôn là were ở trong câu điều kiện này nha, trong câu điều kiện của loại 2 này và loại 3. I would study English at school. Nếu hôm nay mà là thứ hai, tôi sẽ học tiếng Anh ở trường. Bởi vì trong lịch của chúng ta thường thì chúng ta sẽ có tiếng Anh ở
của môn học của chúng ta vào thứ hai đúng không? Và bạn này bạn ấy diễn đạt cái diện nếu hôm nay mà là thứ hai ấy thì tôi sẽ có tiếng Anh ở trường, sẽ học tiếng Anh ở trường. Nhưng thực tế là hôm nay không phải là thứ hai, các bạn ấy đang ví dụ ở một ngày nào đó nha, các cái câu mà người ta phát ngôn, cái lời nói của cậu này là đang ở diễn ra ở một ngày không phải thứ hai. Ok, đây là câu điều kiện không có thật hiện tại, tức là gì? Là mô tả cái giả định không thể nào xảy ra ở hiện tại được. Ok, và chúng ta lùi thì bằng cách là với động từ to be là were thì chia mọi chủ ngữ. Còn mệnh đề thì, mệnh đề thì sao? Mệnh đề thì sẽ có would, có should, có could, các trợ động từ ở dạng quá khứ cộng với verb ở dạng nguyên thể không chia. À, nếu và thì, nếu cái gì là cái gì hoặc nếu cái gì xảy ra thì điều gì sẽ xảy ra. Đơn giản đó là câu điều kiện không có thật hiện tại, hay còn gọi là câu điều kiện loại 2. Chúng ta sẽ có câu điều kiện loại 2 tiếp tục. Sorry, câu điều kiện loại 3 nha. Thầy copy cái slide mất rồi. Đây chính là câu điều kiện loại 3, không có thật ở quá khứ. Ở quá khứ tức là gì? Người ta đang giả định một điều cho một cái ngày nào đó thuộc miền quá khứ các bạn nha, chứ không còn là giả định cho hiện tại nữa. Nào, ta sẽ cùng xem công thức của nó ở đây. Với nếu có cái gì đây ạ? Với nếu là quá khứ hoàn thành. Công thức của nó là chủ ngữ cộng với had cộng với verb ở dạng past participle thể hiện nếu ai đó đã làm gì. Thì ở với thì sao? Sẽ có would, có could, có should cộng với have cộng với động từ verb ở dạng past participle. Ở đây là thì cái gì có lẽ đã xảy ra. Nếu ai đó đã làm gì trong quá khứ thì có lẽ bây giờ họ sẽ không phải hối hận như thế. Giả sử đấy là một ví dụ nha. If she had studied harder, nếu cô ấy đã học chăm hơn, she would have passed the exam. Cô ấy có lẽ đã vượt qua kỳ thi rồi. Pass the exam. Nhớ rằng đây là động từ past participle nha. Động từ verb ở dạng phân từ 2. Các bạn có thể xem lại cấu trúc đối với cái thì này. Vế nếu của câu điều kiện loại 3 là had cộng verb phân từ 2. Chính xác chưa? Nếu cô ấy đã học chăm hơn. Vế thì là would have. Đây là would have cộng với động từ ở dạng past participle. Would have passed the exam. Ok, ta có một ví dụ nữa là if she had driven the car more carefully, nếu cô ấy đã lái xe một cách cẩn thận hơn, more carefully, the accident wouldn't have happened. Cái tai nạn có lẽ đã không xảy ra. Với wouldn't cộng với have cộng với verb dạng past participle. Túm lại thì ở phế thì của cái câu điều kiện loại 3 này này luôn luôn có sự xuất hiện của have cộng với verb ở dạng past participle. Cái cụm từ have cộng với verb ở dạng past participle này nó là gì ạ? Nó là hoàn thành, và đây người ta gọi là gì ạ? Là tương lai hoàn thành trong quá khứ, đặc trưng bởi would, could, should cộng với sự hoàn thành. Sự hoàn thành thông qua các thì hoàn thành ở đây là gì ạ? Have cộng với past participle các bạn nha. Tại sao chỗ này là have cộng với past participle mà nó không phải là had? Bởi vì sao? Bởi vì would, could, should là các trợ động từ mất rồi. Thế thì cái gì đứng sau sẽ phải là nguyên thể đúng không ạ? Cứ cái gì đứng sau các trợ động từ này thì cái đó phải nguyên thể. Cái động từ have này đứng sau would, could, should thì have sẽ phải là have. Nó không thể là has mà cũng không thể là had được các bạn nha. Nó phải là have ở dạng nguyên thể. Thế và sau have này thì chúng ta vẫn có verb ở dạng past participle theo đúng cấu trúc của mình. Ok. Rồi, chúng ta còn một vài cách diễn đạt câu điều kiện khác nhưng các bạn sẽ không quá quan tâm. Tuy nhiên thầy vẫn muốn giới thiệu để các bạn biết, bởi vì trong đề thi vào 10 chắc chắn sẽ có. Đây là phần nâng cao, thử thách cho các bạn không chiếm nhiều điểm. Nhưng nếu như một điểm thôi, 1,0 trong điểm thang điểm 10, đấy cũng là điều hết sức là quý giá. Ok, ta cùng xem ví dụ này. Unless thì bằng if not trừ phi. Ok, ta cùng chứng minh và giải thích điều này như sau. Unless là trừ phi. Và các bạn nhìn thấy if ... tức là gì? Tức là câu phủ định của if. Tức là câu này các bạn phải phủ định đi nha. Các bạn phải dùng động từ phủ định cho tôi. Nếu một câu gốc là unless mà nó bắt đề thi bắt các bạn viết lại câu thì các bạn phải sử dụng if, đúng không ạ? Và khi đó thì các bạn phải phủ định cái động từ đi, phải phủ định cái câu đó đi. Ta cùng xem ví dụ này. If you don't work hard, nếu cậu không học chăm, you can't earn enough money for your living. Cậu không thể nào kiếm đủ tiền cho cuộc sống của cậu.
thì living là đời sống của cậu. Don't go hard, các bạn nhìn thấy don't là gì? Là phủ định, đúng không? Và đây là gì? If chấm chấm chấm, phủ định. Vậy thì viết lại câu này bằng unless, khẳng định nha. Nhớ rằng unless ở đây là dạng khẳng định. Tại sao nhỉ? Bởi vì viết như cái công thức này nó thể hiện cho ta rằng if là sự ngược lại của unless. Nếu bạn dùng unless khẳng định thì câu chứa if phải là câu phủ định. Còn nếu bạn dùng if khẳng định thì câu chứa unless phải là câu phủ định các bạn nha. Viết công thức như này thì chúng ta bắt buộc phải hình dung rằng unless là sự trái nghĩa của if. Ok, unless là trừ phi, còn if thì là nếu hoặc giá như. Unless you work hard, trừ phi bạn học chăm. You can't earn enough money for your living, bạn không thể kiếm đủ tiền cho cuộc sống của bạn. Ok, rồi các bạn về nhà xem lại video này nha. Chúng ta còn without. Without là gì ạ? Nếu không có cái gì. Without cũng có nghĩa là sự phủ định của if, và người ta thể hiện thông qua công thức là if chấm chấm not, nếu không có cái gì. Ok, chúng ta có without water. Without có thể cộng với danh từ, hoặc without cộng với một cái mệnh đề, mệnh đề có chứa verb in nhỉ. Without water, life wouldn't exist. Nếu không có nước, cuộc sống sẽ không tồn tại. Ở đây là gì? Without. Và nếu như chúng ta biến câu này, bắt viết lại câu với cụm từ if, đúng không ạ? Vậy thì ta sẽ phải if not nha. If chấm 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 not. If there is no water, if there isn't water. Tóm lại nó phải có chữ phủ định ở đây. Và chữ phủ định ở đây có thể chữ no, có thể là chữ not, tùy theo ngữ cảnh và ngữ pháp của câu. If there is no water, nếu không có nước trên trái đất, đúng không? Life wouldn't exist, thì cuộc sống sẽ không tồn tại. Đây là cách thứ hai mà chúng ta có thể viết câu điều kiện mà không dùng đến từ if, không dùng đến từ nếu, bằng cách là dùng các từ khác nha. Chúng ta có một cách diễn đạt khác nữa bằng cách đảo ngữ. Nhờ sự đảo ngữ mà chúng ta diễn đạt thành công câu điều kiện mà không cần đến sự xuất hiện của từ if này, không cần xuất hiện của cái từ nếu này. If I were rich, nếu tôi mà giàu ấy, đây là câu điều kiện không có thật hiện tại, đúng không? Nhìn công thức chúng ta biết ngay I would help you, nếu tôi mà giàu tôi sẽ giúp cậu. Ở đây chúng ta viết lại câu were I rich. Các bạn nhìn thấy I were rich là chủ ngữ cộng động từ. Bây giờ đảo ngữ thì động từ cộng với chủ ngữ nha. Were I rich, I would help you. Nếu tôi mà giàu, tôi sẽ giúp bạn. Như vậy là thông qua việc đảo ngữ, chúng ta đưa động từ lên trước chủ ngữ. Xong xuôi thì chúng ta đã có câu điều kiện rồi. Và câu này dịch ra tiếng Việt là nếu tôi mà giàu. Đấy, các bạn thấy không ạ? Mặc dù không hề có từ nếu nào ở đây, nhưng nhờ sự đảo ngữ mà chúng ta đã tạo ra được câu điều kiện cho mình. Ok, tiếp tục ta có một ví dụ khác. If I had known her, đây là câu điều kiện loại 3, đúng không? Không có thật ở trong quá khứ. I would have made friends with her. Nếu tôi mà đã biết cô ấy, thì có lẽ tôi đã làm bạn, đã kết bạn với cô ấy rồi. Ở đây tôi đảo động từ lên trước chủ ngữ. Ở đây là I had known. Tôi sẽ đảo động từ gần nhất lên trước chủ ngữ là had I known her, I would have made friends with her. Nếu tôi mà biết cô ấy rồi, thì tôi đã làm bạn với cô ấy rồi. Ok, thì ở trong câu này các bạn nhìn thấy, nhờ sự đảo ngữ của động từ đứng trước chủ ngữ mà ta đã tạo thành công được câu điều kiện mà không cần sự xuất hiện của từ nếu. Đề thi của chúng ta nó sẽ bắt đầu với gì ạ? Nó sẽ ép chúng ta phải tìm một câu điều kiện diễn đạt được thành công câu điều kiện bằng cách viết khác nhau nhưng không sử dụng từ nếu. Và đề thi nó bắt đầu bằng chữ were chấm 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 chấm, thì các bạn sẽ hiểu rằng nhờ sự đảo ngữ này mà chúng ta viết được ra câu điều kiện. Đề thi bắt đầu bằng had chấm 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 chấm, và chúng ta cũng sẽ làm được câu này với sự xuất hiện của việc đảo ngữ trong câu. Đảo ngữ là gì? Chính là sự xuất hiện của động từ đứng trước chủ ngữ had, đúng không ạ? Đấy chính là đảo ngữ. Đảo ngữ chỉ đơn giản là động từ đứng trước chủ ngữ, thế là xong. Bình thường là I am happy, động từ em đứng trước chủ ngữ I, đúng không? Đấy là một câu xuôi, đúng không nhỉ? Và chúng ta đảo ngữ tức là đảo ngược nó là am I happy? Nếu tôi mà vui thì tôi sẽ được tôi sẽ sống lâu chẳng hạn thế. Thì cái câu đấy nếu bố sẽ cho con tiền, còn bố buồn thì còn lâu bố mới cho tiền. Ok, vậy là chúng ta có thể diễn đạt được, có một cách thứ ba, đó là gì? Diễn đạt thành công câu điều kiện thông qua hiện tượng đảo ngữ. Đảo ngữ chính là đưa cái động từ đứng cạnh chủ ngữ ấy, lên trước cái chủ ngữ đấy, thế là xong, là gọi là đảo ngữ. Và câu đảo ngữ thì người ta sẽ diễn đạt cảm xúc nhiều hơn so với câu bình thường. Câu xuôi nếu tôi mà giàu, if I were rich, thì là một câu rất là bình thường. Nhưng cái câu mà đảo ngữ đây này thì nó diễn đạt cảm xúc rất là nhiều. Tôi mà giàu ấy, thì tôi đã giúp ông rồi, nhưng mà
mà tôi còn nghèo kiết xác ra thì lấy đâu tiền cho ông vay, đúng không ạ? Đấy, cái câu mục đích của câu đảo ngữ đó gì? Là tạo ra rất nhiều cảm xúc trong lời văn các bạn nhá. Ok, còn về mặt ngữ pháp thì nó chỉ là đơn thuần đưa động từ lên đứng trước cái chủ ngữ là xong. Và khi đó thì chúng ta đã có một câu điều kiện hoàn thành hoàn toàn ok mà không cần phải có sự xuất hiện của từ nếu trong câu. Rồi, đấy là phần học của chúng ta đối với phần này nhá. Chúc các bạn ngày tốt lành. Goodbye.